chứng minh PA nhân PO bằng BC nhân P PM. Thì khi gặp cái này các bạn nghĩ ngay đó là hai tam giác đồng dạng. Đó, đồng dạng. Được chưa? Đó. Và mình bắt đầu mình chọn nè, ABAC. Các bạn thấy B không? B là giao điểm của CD nè, với lại AB đó các bạn, là giao điểm của CD nè. Với AB nó nằm ngoài đây nè, nhưng mà do vấn đề mình thiếu giấy nên mình viết tạm ở đây nha. Các bạn thấy giùm lợn nha. Rồi BAC. Vậy là BOOM. Thì muốn chứng minh hai cái tam giác này nè, tam giác thứ nhất nè và tam giác thứ hai, thì các bạn thấy góc này là góc gì rồi à? Góc này là góc vuông nè, và góc này cũng là góc vuông. Giờ chỉ cần chứng minh góc này bằng góc này nữa thì là xong. Vậy các bạn phải xét mình đã có tứ giác này chưa ạ? Tứ giác này là AOMC là tứ giác nội tiếp đường tròn rồi, nên các bạn sẽ có góc ngoài bằng góc đối trong nha các bạn. Góc ngoài bằng góc đối trong. Được chưa? Vậy xét hai cái tam giác đó ta có nè, ta có góc BAC. BAC bằng BMO. PMO bằng 90 độ. Được chưa? 90 độ. Tiếp theo ta có nè. Tiếp theo góc BCA. BCA bằng BOM. BOM. Lý do góc ngoài bằng góc đối trong nha các bạn. Góc ngoài bằng góc đối trong. Từ đó suy ra hai tam giác này đồng dạng. AC thiếu chữ gì à? AC thiếu chữ B, vậy là ACB. Tiếp tục MO thiếu chữ gì à? MOB. Trường hợp góc. Sau đó các bạn viết cái tỷ số ra, 1 2 3, đánh số 1 2 3. 1 2 x 1 2, AC trên MO. 1 3 x 1 3, vậy là AP trên MP. 2 3 CB trên OP. Đây gọi là tỷ số đồng dạng. Rồi tiếp theo các bạn nhìn vào đề bài, các bạn chọn những cái dữ liệu người ta cho. BA là AP đó các bạn. BO có, BC có, BM có. Vậy ta viết lại BA chia cho BM bằng BC chia BO. Sau đó các bạn nhân chéo, vậy là PA nhân PO bằng BC nhân PBM đều phải chứng minh. Ok không ạ? À?